Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện The Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mà mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên Tộc Chi Vương, tập 176. Hiện tại thì mình đang bị ốm, bị viêm họng nên cái giọng nó hơi khó nghe. Thì cái giọng của mình nó sẽ hơi khó nghe một chút nên mọi người có gì thông cảm. Vì cố gắng ra cho kịp tiến độ, không thì sẽ bị trễ mất một vài ngày với mọi người. Ở trong nội dung tập trước thì chúng ta thấy Hải tộc là đang ngồi bàn bạc với nhau, dự kiến là sẽ rút quân không tiến công nhân loại nữa. Thì nhưng mà đang tìm cách rút quân sao cho nó hợp lý và không để cho người khác phát hiện. Thì mời mọi người chúng ta tiếp tục với diễn biến của buổi chuyện. Kim Ngọc Lân lắc đầu nói: "Không rõ ràng lắm, nội tuyến của chúng ta có địa vị không cao. Không biết quá nhiều tin tức, khả năng là có tu tiên giới Trung Nguyên trợ giúp. Mặc kệ bọn họ, chúng ta đã có được không ít chỗ tốt nên lui lại rồi." "Lão ca ca, chúng ta đều nghe theo người." "Không sai, chúng ta đều nghe theo người." Kim Ngọc Lân hài lòng gật đầu, lại tiếp tục thương nghị lộ tuyến lui binh, đảm bảo không bị người tu tiên nhân tộc phát hiện. Bắc Cương, Cửu U Tông, Cửu U Điện, Thượng Quan Phi ngồi ở ghế chủ tọa, thân sắc lạnh lùng. Hai nam một nữ đứng ở dưới thân nàng, thân sắc có chút sợ hãi. "Sao lại thế này? Không phải ta đã nói không có ta phân phó, không được tự tiện xuất kích sao?" Ánh mắt của Thượng Quan Phi lạnh như băng, trong mắt xẹt qua một tia sát ý. Nàng sẽ không dễ dàng tha thứ cho người vi phạm mệnh lệnh của nàng. Hôm nay dám vi phạm mệnh lệnh, ngày mai sẽ dám phản bội nàng. Kẻ dám phản bội Thượng Quan Vi, sống không được, chết cũng không xong. "Tông chủ, không phải là ta tự tiện tiến công yêu tộc, mà là yêu tộc tiến công chúng ta. Thiên chân vạn sắc, yêu tộc đột nhiên quy mô xâm nhập, chúng ta tổn thất thảm trọng. Những thế lực khác có người thân bằng hữu chết trong tay yêu tộc, bọn họ không tuân theo mệnh lệnh của chúng ta, lấy danh nghĩa là vì thân bằng bạn tốt mà báo thù, quy mô công kích yêu tộc. Kỳ quái chính là yêu tộc bị đánh tan trong một trận, bị đánh tơi bời, chúng ta chiếm cứ được mấy trăm vạn dặm lãnh thổ. Nghe nói tu tiên giới Trung Nguyên trợ giúp Đông Hoang, yêu tộc khẳng định không thể tác chiến hai mặt cho nên mới tan tác." Thượng Quan Vi nhướng mày, lạnh giọng nói: "Ngu xuẩn, yêu tộc không muốn tác chiến hai mặt còn có thể chủ động công kích chúng ta sao? Ngươi xem bản cung là đứa trẻ 3 tuổi sao?" "Cái này thuộc hạ hồ đồ, thuộc hạ nguyện ý lấy tâm ma thể. Quả thật là yêu tộc công kích chúng ta, chúng ta chỉ phản kích mà thôi. Yêu tộc bị đánh tan trong một trận, có thể là do bảy đại tiên môn khống chế yêu thú, giả trang là yêu tộc tiến công chúng ta, cố ý khơi mào chiến sự, gia tăng áp lực cho yêu tộc." Sắc mặt Thượng Quan Vi lạnh lùng, ba người phía dưới đều toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt sợ hãi. Thượng Quan Vi quản giáo cực nghiêm, dám vi phạm mệnh lệnh của Thượng Quan Phi, giết không tha. Hành sự theo ý mình, giết không tha. Nghi ngờ Thượng Quan Phi, giết không tha. Cao cấp Cửu Tông, có ai mà không sợ Thượng Quan Phi? Đừng nói là nàng sai, cũng không ai dám chống đối. Đệ tử nghi ngờ phản đối Thượng Quan Phi tại Cửu Tông, nhục thân bị hủy, nguyên thần ngày đêm phải chịu tra tấn. Sau khi Cửu Tông tông dẫn đầu, cương cờ hiệu bảo vệ nhân tộc, triệu tập lượng lớn người tu tiên công kích yêu tộc. Cửu U Tông phần là đại nhất đệ nhất của tu tiên giới Bắc Cương, chẳng sợ từng nội chiến, thế lực có nhiều ảnh hưởng, nhưng lực ảnh hưởng cũng không giảm bao nhiêu. Sau khi Cửu U Tông đứng ra phát lệnh tập hợp, không đến một tháng, tại giao giới giữa Đông Hoang và Bắc Cương có tới mấy vạn người tu tiên tập hợp tu tiên giới Bắc Cương công kích yêu tộc. Yêu tộc lại tiếp tục bại lui. Đồng Hoang, Diệt Tiên Thành, một tòa lầu cát màu xanh cao 3 tầng, tại tầng hầm,
Phương Thanh Sơn ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, trên tường đá trải rộng phù văn bao bọc một tầng linh quang đậm sắc màu vàng, hiển nhiên là một cấm chế nào đó. Trên người của Phương Thanh Sơn chợt lao ra một cổ kiếm ý kinh người, cuồng phong gào thét, tay phải của hắn nâng lên búng về hướng hư không. Tiếng xé gió nổi lên, năm đạo kiếm khí màu xanh bay nhanh từ các đầu ngón tay của hắn, chợt lóe lên rồi lướt qua đánh lên linh quang màu vàng. Thạch thất chợt chớp động hẳn lên, phù văn không ngừng ẩn hiện, sau đó chợt thoát phá, trên tường đá nhiều ra thêm 5 lỗ thủng to lớn bằng ngón tay. Rốt cuộc cũng tu luyện thành công, Phương Thanh Sơn lẩm bẩm, sắc mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn lĩnh ngộ được kim ý, luyện linh thuật kiếm đạo tương đối dễ dàng hơn các kiếm tu khác. Yêu tộc tan tác, Phương Thanh Sơn lưu thủ ở Diệt Tiên Thành, tu luyện phong kiếm chỉ, rốt cuộc cũng tu luyện thành công. Kiếm ý chẳng những có thể tăng lên thực lực của hắn, đối với việc hắn tu tập linh thuật kiếm đạo cũng rất có ích. Yêu tộc Đông Hoang đã tan tác, không biết Nam Hải thế nào. Nếu có thể quay về Nam Hải tham chiến thì tốt rồi. Phương Thanh Sơn muốn quay trở về Nam Hải. Nếu gia tộc tham chiến, hắn hẳn là có thể đi hỗ trợ. Nam Hải hiện tại là đại bản doanh của Vương gia, chiến sự ở Đông Hoang chưa chấm dứt, hắn không có biện pháp rời khỏi. Trên lưng hắn còn có không ít điểm công hiến. Đi ra khỏi chỗ, trên đường dòng người như nước, thanh âm hét to vang lên không ngừng. Yêu tộc tan tác, sĩ khí của tu sĩ nhân tộc đại trướng, quy mô công kích yêu tộc, đoạt lấy lượng lớn tài nguyên tu tiên. Không qua bao lâu, Phương Thanh Sơn xuất hiện ở trước của một tòa lầu các màu vàng cao 9 tầng. Tụ Bảo Lâu, đây là cửa hàng Thiên Phong Thương Minh mở, chủ yếu là thu mua một chút nguyên liệu yêu thú. Yêu tộc tan tác, lượng lớn yêu thú trốn chạy vào trong quần sơn trùng điệp, tu sĩ nhân tộc tiêu diệt yêu thú, có được một bút phát tài. Phương Thanh Sơn đi vào Tụ Bảo Lâu. Lầu 1 chủ yếu là thu mua tài liệu yêu thú bậc 1, nhân số không nhiều lắm. Đi lên tầng 6, Phương Mạnh Ưởng đang nói chuyện phím với Hoàng Phú Quý. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Phú Quý tiêu diệt lượng lớn yêu thú cấp thấp. Rất nhiều tu sĩ cấp thấp bất mãn với hắn, có người cáo trạng với Nguyên Anh tu sĩ. Mỗi lần Hoàng Phú Quý vận chuyển vật tư đều dâng lên một ít cống phẩm. Hơn nữa còn hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Hoàng Phú Quý diệt sát yêu thú cấp thấp, xảy ra xung đột với bộ phận tu sĩ cấp thấp của 7 đại tiên môn. Nguyên Anh tu sĩ cũng sẽ không trách tội Hoàng Phú Quý, chỉ bảo hắn là thu liễm một chút. Hoàng Phú Quý cũng thức thời, chiếm đủ thì ngừng. Được Vương Thanh Sơn giới thiệu, Hoàng Phú Quý tiếp xúc với Vương Mạnh Ưởng, đem bán tài liệu yêu thú cấp thấp cho Vương Mạnh Ưởng. Vương Thanh Sơn giới thiệu cho Vương Mạnh Ưởng không ít kim đan tu sĩ. Công trạng của Vương Mạnh Ưởng thẳng tắp tăng lên, địa vị không ngừng được đề cao. Vương trưởng quầy, hợp tác với ngươi thật thông khoái. Lần sau lão phu có được cái gì tốt, nhất định sẽ bán cho ngươi. Vương Mạnh Ưởng mỉm cười, khiêm tốn nói, vạn bối đa tạ Hoàng tiền bối trước, sau này quang lâm nhiều hơn. Hoàng Phú Quý nhìn thấy Vương Thanh Sơn, giọng điệu thân thiện, Vương đạo hữu, đã lâu không gặp. Vương Thanh Sơn vẻ mặt chờ mong nhìn Hoàng Phú Quý cười hỏi, Hoàng đạo hữu, người có thứ gì ta cần hay không? Không có, thứ người cần không dễ tìm. Vương Thanh Sơn có chút thất vọng gật đầu nói, nếu có được đồ tốt, còn mong ngươi lập tức liên hệ với ta, giá cả dễ thương lượng. Hoàng Phú Quý lên tiếng đáp ứng, xoay người rời khỏi. Vương Thanh Sơn nhìn về phía Vương Mạnh Ưởng cười hỏi, Vương trưởng quầy, có tin tức gì từ Nam Hải hay không? Không có, Nam Hải quản chế có vẻ nghiêm, lấy thân phận của ta không nhận được bao nhiêu tin tức. Phương Thanh Sơn gật gật đầu, đang muốn nói gì đó, trong lòng bỗng truyền đến một trận âm thanh trầm đục. Hắn lấy ra một mặt ngọc bàn màu vàng, đánh vào đó một đạo pháp quyết, nhướng mày. Ta có việc đi trước một bước, nếu có tin từ Nam Hải, Phương trưởng quầy nhớ phải phái người báo cho ta biết. Nói xong lời này, Phương Thanh Sơn vội vàng rời khỏi Tụ Bảo Lâu. Không có bao lâu, hắn xuất hiện bên trong một tòa cung điện tráng lệ màu vàng. Liều Mị Nhi và nhiều kim đan tu sĩ khác ở trong đó. Tiêu Diêu Kiếm Tôn và Lâm Tư Nhược đứng ở phía trước, vẻ mặt của Lâm Tư Nhược bi thống. Phương Thanh Sơn vội vàng đi đến bên người Liều Mị Nhi, truyền âm hỏi, Liều Thiên Tử, sao lại thế này? Ta cũng không rõ ràng lắm, sư phụ đột nhiên gọi ta đến. Phương Thanh Sơn chau mày,
Chẳng lẽ chiến sự bất lợi sao? Lục tục có kim đan tu sĩ đi vào xếp hàng. Nửa khắc đồng hồ sau, trong điện tụ tập hơn 20 kim đan tu sĩ. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên là cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Mọi người đã đến đông đủ, lão phu có một chuyện rất quan trọng cần tuyên bố. Hơn 3.000 năm trước, nhân tộc khai phá Đông Hoang. Ngay tại thời điểm mọi người cho rằng tất cả mọi việc đều yên ổn, yêu tộc đột nhiên phản công, Kim Dương Tông bị diệt. Hiện tại lịch sử tái diễn, yêu tộc cố ý bại lui, hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, sau đó điều động rất nhiều nhân thủ, nhân cơ hội tấn công Vạn Hoa Cung. Vạn Hoa Cung chết vô số, yêu tộc tập kích Vạn Hoa Cung chạy trốn tán loạn. Phụng mệnh lệnh của Lưu Sư Bá, cần phải diệt những yêu tộc này. Vừa mới thu được tin tức, có vài tên yêu tộc khả năng sẽ đi qua nơi đây. Các người lập tức xuất động, phong tỏa khu vực này. Tiêu Diêu Kiếm Tôn giọng điệu nghiêm khắc, trong mắt tràn đầy sát khí. Lời này vừa dứt, vẻ mặt của Vương Thanh Sơn và những kim đan tu sĩ khác đều tràn ngập khiếp sợ. Yêu tộc cố ý tan tác sao? Nhân cơ hội tập kích Vạn Hoa Cung sao? Bọn họ thật vạn vạn không ngờ lại có thể như vậy. Vương Thanh Sơn thầm giật mình. Lời này Tiêu Diêu Kiếm Tôn chứa lượng lớn tin tức, có thể làm cho Tiêu Diêu Kiếm Tôn xưng hô là sư bá, quá nửa là tu sĩ hóa thần. Không lẽ yêu tộc hóa thần kỳ cũng đã xuất động? Môi hở, răng lạnh, bảy đại tiên môn gắn bó như răng với môi. Hôm nay Vạn Hoa Cung phải chịu độc thủ của yêu tộc, ngày mai rất có khả năng sẽ là thái nhất tiên môn. Phải cho yêu tộc một đòn phản công, để yêu tộc không tưởng nhân tộc dễ khi dễ. Diệp tiền bối, nếu yêu tộc lợi dụng thổ độn thuật chạy trốn thì phải làm sao? Điểm này các ngươi không thể yên tâm. Điểm này các ngươi có thể yên tâm. Quân đạo hữu bọn họ đã bày trận, phong tỏa biên cảnh. Yêu tộc nếu lợi dụng thổ độn thuật chạy trốn, khẳng định sẽ chạm phải cấm chế. Chuyện các ngươi phải làm chính là hiệp trợ quân đạo hữu phong tỏa biên cảnh. Nếu phát hiện hành tung của yêu tộc, giết không tha. Đám người Vương Thanh Sơn trong miệng một lời đáp ứng xuống dưới. Nếu là hiệp trợ nguyên anh tu sĩ, như vậy còn thoải mái một chút. Tiêu Diêu Kiếm Tôn phát cho mọi người một khối chuyện tấn bản cự ly xa để tiện liên hệ. Hai người một tổ, Vương Thanh Sơn và Tống Mị một tổ, Liễu Mị Nhi và Ngô Văn Nhi một tổ. Sau khi sắp xếp thỏa đáng, đám người Vương Thanh Sơn rời khỏi Diệp Tiên Thành, bay về phía phương hướng được chỉ định. Vạn Hoa Cung nguyên bản là một sơn mạch trăm hoa đua nở, nay biến thành một mảnh đất khô cằn. Thi thể đầy đất, trướng phình trông rất khó xem. Trên mặt đất có không ít thi thể của yêu thú. Bên trong Vạn Hoa Điện, Đường Vân Thường ngồi ở ghế chủ tọa, vẻ mặt nàng bi thống. Nhiều tu sĩ Vạn Hoa Cung ngồi ở dưới thân của nàng, vẻ mặt mọi người đều mười phần căm phẫn và bi thương. Yêu tộc đột nhiên giết tới cửa, cung chủ Vạn Hoa Cung bị trọng thương mà chết. Chi bảo chân tông là Vạn Kính Viện bị hủy, Vạn Hoa Cung chết thương thảm trọng. Đương nhiên yêu tộc cũng không chiếm được quá nhiều lợi ích. Các vị sư huynh sư tỷ, sư phụ lão nhân gia bị thương quá nặng, không may bỏ mình. Thù này không báo, Đường Văn Thường ta quyết không làm người. Nước không thể một ngày không có vua. Sư phụ trước khi lâm chung có để lại di ngôn, để ta tiếp nhận chức cung chủ Vạn Hoa Cung. Các ngươi ai tán thành, ai phản đối? Đường Văn Thường lấy ra một lệnh bài màu xanh hình vuông, sắc mặt bi thống, ánh mắt xẹt qua các đồng môn ở nơi đây. Lần này yêu tộc tập kích, cung chủ Vạn Hoa Cung trọng thương mà chết. Nhiều nguyên anh tu sĩ cũng đã ngã xuống trong trận chiến. Trong tổng đà hiện tại, nguyên anh tu sĩ không có tới 3 người. Một nguyên anh tu sĩ bản thân bị trọng thương, đóng cửa không ra. Nguyên anh tu sĩ còn lại là người đáng tin của Đường Văn Thường, Lâm Tư Nhược và những nguyên anh tu sĩ khác không ở tổng đà. Đường Văn Thường đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, giành trước một bước, trước tiên ngồi lên vị trí cung chủ Vạn Hoa Cung. Thượng Quan Tình đứng dậy, trầm giọng nói: "Ta tán thành. Đường sư tỷ là quan môn đệ tử của cung chủ, Đường sư tỷ tiếp nhận chức vị cung chủ Vạn Hoa Cung, danh chính ngôn thuận." Những kim đan tu sĩ có mặt ở đây hai mặt nhìn nhau. Bọn họ thật không ngờ
Đường Văn Thường sẽ vội vã lên vị trí cung chủ Vạn Hoa Cung đến như vậy. Một lão già áo bào xanh hơn 60 tuổi đứng dậy, thật cẩn thận nói: Đường sư thúc, thi cốt của cung chủ còn chưa lạnh. Đệ tử cảm thấy việc cấp bách trước mắt hẳn là truy giết yêu tộc. Vị trí cung chủ chờ bọn Lâm sư bá trở về lại thương nghị cũng không muộn. Đường Văn Thường lạm dụng chức quyền, dùng người không khách quan, sắp xếp người một nhà ở khắp nơi, mượn dùng lực lượng tông môn giúp gia tộc của nàng phát triển. Rất nhiều đồng môn cũng có bất mãn với Đường Văn Thường, nếu không phải là nàng cũng làm ra không ít cống hiến, đã sớm bị người khác đạp xuống dưới rồi. So sánh xuống dưới, Lâm Thư Nhược ở Vạn Hoa Cung làm ra không ít điểm cống hiến. Nàng làm việc công bằng, có cái nhìn đại cục. Nếu để lựa chọn một trong hai người, Lâm Thư Nhược và Đường Văn Thường làm cung chủ, đại đa số đệ tử Vạn Hoa Cung sẽ lựa chọn Lâm Thư Nhược. Lâm Thư Nhược ở tiền tuyến tác chiến, tạm thời không kịp trở lại. Đường Văn Thường lợi dụng điểm này, ngồi vào vị trí cung chủ của Vạn Hoa Cung. Sắc mặt Đường Văn Thường lạnh lùng, lạnh giọng nói: Sao nào? Người đang dạy ta làm việc hay sao? Không có cung chủ, làm sao có thể chỉ huy đệ tử bản tông truy bắt yêu tộc? Ai sẽ tin phục? Hay là người không muốn vì sư phụ và những đồng môn đã ngã xuống báo thù? Hoặc là người chính là nội gián? Tống sư điệt, ngươi thật to gan. Đường sư tỷ là đệ tử quan môn của cung chủ, là đệ tử chân truyền. Bản tông đang ở thời điểm nguy nan, hẳn nên là có một vị trưởng môn cường lực dẫn dắt bản tông tiếp tục đi lên. Không có cung chủ nên như thế nào điều hành đệ tử bản tông đây? Ngươi ra một mệnh lệnh, ta ra một mệnh lệnh, chẳng phải là lộn xộn sao? Thượng quan Tình quát lạnh nói. Một cổ linh áp khổng lồ lao ra từ trên người của nàng, ép lão già áo xanh không thở nổi. Đường Văn Thường lấy ra một lệnh bài hình vuông, mặt trái có khắc một mảnh lớn linh hoa, mặt chính có khắc hai chữ Vạn Hoa màu vàng. Đây là tín vật của cung chủ Vạn Hoa lệnh, gặp lệnh như gặp cung chủ. Thượng quan Tình nhất thời quay người hành lễ, cung kính nói: Thượng quan Tình bái kiến cung chủ. Phần đông kim đan tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không biết phải làm sao. Như thế nào? Gặp lệnh không quỳ, các ngươi là muốn làm phản đồ sao? Đệ tử bái kiến cung chủ. Không biết là ai dẫn đầu, phần đông kim đan tu sĩ để quỳ xuống. Hiện tại là thời điểm đặc thù, cũng không cần phải thông báo bốn phía. Một tháng sau cử hành đại điển kế vị, phái người đưa thiệp mời cho Thượng quan Thanh, mời bọn họ tham gia đại điển kế vị của bản cung. Đường Văn Thường dặn dò, thần sắc có chút hưng phấn. Gia nghiệp Vạn Hoa Cung lớn mạnh, môn đồ hơn vạn, nàng chính là cung chủ của Vạn Hoa Cung. Đừng nói một tháng, cho dù có ba tháng thời gian, Lâm Tư Nhược cũng trở về không kịp. Có lục phái chứng kiến, vị trí cung chủ Đường Văn Thường liền ổn định. Vâng, cung chủ. Một mảnh sơn mạch xanh biếc, một tòa cao phong xanh tươi tốt. Vương Thanh Sơn và Tống Mị dừng ở đỉnh núi, nhìn về hướng xa xa. Bọn họ đã đóng ở đây hơn nửa tháng, căn bản không có phát hiện yêu tộc nào. Vương Đạo Hiểu, người nói yêu tộc thật sự sẽ đi qua nơi đây sao? Sao lại không đi theo đường khác? Tống Mị thuận miệng hỏi. Hắn bức thiết cần củng cố chiến công và địa vị. Ai biết được, hy vọng yêu tộc sẽ không đi qua nơi này. Chó bị bức nóng này cũng sẽ biết nhảy tường. Phương Thanh Sơn không hy vọng yêu tộc đi qua nơi này. Thứ nhất, nếu là yêu tộc Nguyên Anh Kỳ, bọn họ chưa chắc sẽ ngăn cản được. Thứ hai, yêu tộc bị người tu tiên nhân tộc bao vây tiêu diệt, khẳng định sẽ phản kháng rất điên cuồng. Đột nhiên, vang lên một tiếng thu rống vang dội. Phương Thanh Sơn lấy ra một mặt ngọc bàn kim sắc, bên ngoài khắc một đồ án sư tử rất sống động. Hắn đánh vào ngọc bàn màu vàng một đạo pháp quyết, vang lên thanh âm dồn dập của Liễu Mị Nhi. Thanh Sơn ca ca, có yêu tộc tập kích chúng ta, số lượng rất nhiều, chúng ta ngăn không được, mau đến trợ giúp chúng ta. Được, chúng ta lập tức đuổi qua. Phương Thanh Sơn lên tiếng đáp ứng. Hắn chợt ngẩng đầu nhìn về một phương hướng, khóe miệng lộ ra vẻ nghiền ngẫm. Làm sao vậy, Phương Đạo Hiểu? Không có gì. Tống Đạo Hiểu, người đi trợ giúp Liễu tiên tử đi, ta lưu thủ ở đây, tránh trung kế dương đông kích tây của kẻ địch. Tống Mị gật đầu rồi nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, có việc thì liên hệ ta. Tống Mị sốt ruột lập công,
Vừa nghe nói Liều Mị Nhi phát hiện hành tung của yêu tộc, vội vàng chạy qua. Vừa Thanh Sơn nâng chung trà lên, uống một ngụm linh trà, sau đó chợt nâng lên tay phải, bổ về hướng hư không. Hồng quang chợt lóe, một đạo phi kiếm màu đỏ dài hơn 30 trượng bay ra, dẫn theo một cổ sóng nhiệt ngập trời, bổ về phía một cái thổ pha. Thổ pha bị phi kiếm màu đỏ chém thành hai nửa. Hai đạo độn quang từ dưới đất bay ra, là một cô gái quần trắng và một thanh niên áo bạc. Cô gái quần trắng có ba cái đuôi hồ ly màu trắng, thanh niên áo bạc lưng có đôi cánh rơi. Hai người rõ ràng là yêu tộc. Bạch Linh Nhi, đã lâu không gặp. Hai mắt của Vương Thanh Sơn híp lại, tựa cười mà không cười cất tiếng. Sắc mặt Bạch Linh Nhi có chút tái nhợt, khí tức hơi uể oải, tựa như có thương tích trong người. Thanh niên áo bạc ngoài thân có không ít vết thương, hiển nhiên cũng đang mang thương tích. Bạch Linh Nhi cười khanh khách, dùng một loại giọng điệu tràn ngập dụ hoặc nói: "Như thế nào, Phương đạo hữu nhớ mong ta sao? Không nghĩ tới Phương đạo hữu còn biết thương hoa tiếc ngọc, ta còn tưởng rằng kiếm tu đều là đầu gỗ đây." Trình Khiếu Thiên bị Vương Thanh Sơn chém xuống một cánh tay. Sau khi Bạch Linh Nhi nghe ngóng cũng biết được tình huống của Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn đột nhiên hoảng hốt, hắn cảm thấy toàn thân lười biếng, ngực hắn chợt sáng lên một trận hàn quang, nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Lúc này một bàn tay khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, còn chưa hạ xuống, thân hình của Vương Thanh Sơn kịp thời lui về phía sau, bàn tay chụp lên mặt đất, lưu lại một cái hố động thật lớn. Vương Thanh Sơn bấm niệm kiếm quyết, trên người lao ra một cổ kiếm ý kinh người, quanh thân chợt xuất hiện từng đạo hư ảnh phi kiếm màu xanh. Hư ảnh nhanh chóng thực hóa, hóa thành hai kiếm hổ màu xanh với hình thể thật lớn, nhe răng múa vuốt. Hai con kiếm hổ màu xanh vừa động tứ chi, đánh tới chỗ Bạch Linh Nhi và thanh niên áo bạc. Một trận tiếng kiếm minh trong suốt vang lên, chín thanh phi kiếm màu xanh bay ra từ chiếc hộp trên lưng Vương Thanh Sơn. Thanh quang chợt lóe, hơn 1000 thanh phi kiếm xuất hiện giữa không gian trống rỗng, giống như là mưa sao băng vậy, rập trời rập đất đánh về phía đối diện. Sắc mặt của Bạch Linh Nhi lạnh lùng, lạnh giọng nói: "Tốc chiến tốc thắng, nếu không sẽ không chạy thoát. Bọn họ tập kích Vạn Hoa Cung, làm cho Vạn Hoa Cung đại thương nguyên khí. Bảy đại thiên môn tức giận, phái ra lượng lớn cao thủ, bày ra thiên la địa võng truy bắt bọn họ. Nhiều yêu tộc Nguyên Anh kỳ đã chết trên tay tu sĩ Nguyên Anh, càng đừng nói là Bạch Linh Nhi." Chân ngọc của Bạch Linh Nhi hung hăng đạp xuống mặt đất, tiếng oanh đùng trầm đục truyền đến từ mặt đất. Một bàn tay màu vàng to hơn 20 mấy trượng chợt từ mặt đất chui ra, nhanh như chớp bắt lấy kiếm hổ màu xanh, bóp nó thành những mảnh vỡ. Kiếm hổ màu xanh bạo liệt mở ra, hai bàn tay to màu vàng biến mất không thấy. Cánh rơi của thanh niên áo bạc hung hăng vỗ xuống, cuồng phong gào thét, một cơn lốc xám xịt chợt lóe ra, nghênh hướng kiếm hổ màu xanh. Cơn lốc màu xanh xé vỡ nát kiếm hổ màu xanh, tự thân cũng biến mất không thấy. Hơn 1000 thanh phi kiếm màu xanh từ trên trời giáng xuống, kiếm còn chưa hạ xuống, mặt đất xuất hiện vô số bàn tay to màu vàng, che trên đỉnh đầu của Bạch Linh Nhi và thanh niên áo bạc. Bàn tay to màu vàng bị rậm rạp phi kiếm màu xanh chém vỡ nát, Bạch Linh Nhi và thanh niên áo bạc cũng tránh được. Hơn 1000 thanh phi kiếm màu xanh, một nhân thành hai, phân biệt truy kích Bạch Linh Nhi và thanh niên áo bạc. Bạch Linh Nhi lấy ra một cái chuông lớn bằng bàn tay, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, bay ra một cổ âm ba trắng xóa, phi kiếm màu xanh va chạm vào âm ba, nhất thời bị đánh bay ngược ra ngoài. Vang lên một tiếng rống quái dị, tam thủ giảo đánh về phía Bạch Linh Nhi. Ba cái đầu của nó phân biệt phóng thích từng loại pháp thuật khác nhau, công kích Bạch Linh Nhi. Vương Thanh Sơn thả ra hai con khôi lỗi thú bậc ba, tạm thời cuốn lấy Bạch Linh Nhi, để hắn có thể chuyên tâm đối phó với thanh niên áo bạc. Tam thủ giảo không ngừng phát ra pháp thuật, hai con khôi lỗi thú bậc ba không ngừng vung trường đao, trường côn trong tay công kích Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi vốn có sẵn thương tích trong người, đối ứng có chút vướng tay vướng chân. Hàn quang trong mắt thanh niên áo bạc chợt lóe, hai cánh hung hăng vỗ xuống, cuồng phong nổi lên bốn phía, cả người hắn hóa thành một cơn lốc màu xanh cao mấy chục trượng, rất nhanh thổi quét về hướng Vương Thanh Sơn.
Bên trong cơn lốc màu xám tràn ngập lượng lớn hồ quang, cuốn vào lượng lớn đất cát. Đất cát bị xé vỡ nát, đại thụ cao tận trời bị nhổ tận gốc, cuốn vào bên trong cơn lốc, sau đó bị xé nát thành mảnh vụn. Vương Thanh Sơn khẽ hừ một tiếng, quanh thân chợt hiện lên lượng lớn hư ảnh phi kiếm. Vòng quanh hắn bay lộn không ngừng, một cổ khí lưu mạnh mẽ bỗng nhiên hiện lên giữa không gian trống rỗng. Vương Thanh Sơn hóa thành một cơn lốc xoáy màu xanh, cao mấy chục trượng, nghênh hướng lốc xoáy màu xanh. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, hai cơn lốc va chạm vào nhau, bộc phát ra một cổ khí lưu mạnh mẽ. Nơi nào khí lưu đi qua, đất đá sụp đổ, cây cối hóa thành mảnh vụn, thực vật trên núi trực tiếp bị hóa thành bột phấn. Điện thiểm lôi minh, cơn lốc màu xám thi thoảng bay ra từng luồng tia chớp màu bạc, nhập vào bên trong cơn lốc màu xanh. Cơn lốc màu xanh không chịu nổi, chậm rãi bị cơn lốc màu xám cắn nuốt. Đúng lúc này, cơn lốc màu xanh chợt sáng lên một đạo cầu vòng màu xanh, chợt lóe lên nhập vào bên trong sơn cốc, truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Hai đoạn thi thể máu tươi đầm đìa rơi trên mặt đất. Nếu hắn không có thương tích trong người, nóng lòng liều mạng, Phương Thanh Sơn cũng sẽ không nhanh như vậy có thể giết được thanh niên áo bạc. Bạch Linh Nhi nhìn thấy đồng bạn bị giết, thần sắc hoảng sợ. Hào quang bên ngoài thân đại phóng, chân ngọc đạp mặt đất. Mặt đất chợt mọc lên mảnh lớn dây thừng màu vàng, nhanh chóng cuốn lấy tam thủ giảo và thân thể của hai con khôi lỗi thú. Một đạo kinh phong bắn nhanh mà tới. Bạch Linh Nhi nhẹ nhàng rung cái chuông trong tay, bay ra một cổ âm ba trắng xóa. Kinh phong đem âm ba đánh vỡ nát. Bạch Linh Nhi ngọc dung đại biến, vội vàng tránh đi, nhưng đã muộn. Kinh phong xuyên thủng vai trái của nàng, nhất thời máu chảy không ngừng. Hơn 1000 thanh phi kiếm màu xanh bắn nhanh đến. Một bộ dáng phải xuyên người này thành nhím. Tay phải của Bạch Linh Nhi vồ vào hư không, một cái hồ chảo dài mấy trượng màu trắng hiện lên, hung hăng chụp về phía phi kiếm màu xanh. Đồng thời rung lên cái chuông màu trắng trong tay, bay ra một cổ âm ba trắng xóa. Hồ chảo màu trắng bị phi kiếm màu xanh chém vỡ nát. Cũng may âm ba màu trắng chắn lại toàn bộ phi kiếm màu xanh. Không đợi Bạch Linh Nhi hít một ngụm khí, một tiếng xe gió đau đớn màng tai đã vang lên. Một đạo cầu vòng màu xanh dài mấy trượng bắn nhanh đến, nháy mắt xuất hiện trước mặt Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi sợ tới mức hồn bay ra ngoài, há mồm phun ra mảnh lớn hỏa diễm màu trắng, đánh lên trên cầu vòng màu xanh, nhưng không thể ngăn trở thế tiến công của nó. Một tiếng hét thảm, cầu vòng màu xanh chém Bạch Linh Nhi thành hai nửa. Thanh quang chợt lóe, hiện ra bóng người của Phương Thanh Sơn. Trên tay hắn cầm thanh ly kiếm, quần áo trên người hắn rách tung tóe, trên người có nhiều chỗ máu tươi đầm đìa, khí tức có chút suy yếu. Giết địch 1000, tự tổn hại 800. Vì giết hai người Bạch Linh Nhi, hắn cũng bị thương. Hắn nhìn thi thể của Bạch Linh Nhi, ánh mắt lộ ra vài phần hoang mang. Bạch Linh Nhi là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của yêu tộc, cứ như vậy bị hắn giết. Ngay cả khi Bạch Linh Nhi có thương tích trong người, cũng sẽ không yếu như vậy đi. Bạch quang chợt lóe, Bạch Linh Nhi biến thành một cái đuôi hồ ly trắng nõn. Thế kiếp chi thuật. Phương Thanh Sơn bừng tỉnh đại ngộ, hắn thả ra thần thức, vẫn không cảm ứng được khí tức của Bạch Linh Nhi. Đột nhiên hắn cảm ứng được gì đó, lấy ra một mặt ngọc bàn màu vàng, đánh vào đó một đạo pháp quyết. Một đạo thanh âm dồn dập vang lên: "Thanh Sơn ca ca, người mau tới đi, chúng ta ngăn không được." "Được, lập tức qua đây." Phương Thanh Sơn thu hồi khôi lỗi thú, còn có thi thể của thanh niên áo bạc, hóa thành một đạo độn quang màu xanh, phá không mà đi. Trăm dặm trong lòng đất, một con hồ ly trắng nõn được một lớp hào quang bao bọc rất nhanh lặn xuống. Bạch Linh Nhi thi triển bí thuật, dùng một cái đuôi thế kiếp một lần. Đại thương nguyên khí không thể hóa thành hình người, ít nhất cần phải tu luyện trên 100 năm nữa mới có thể hóa thành hình người. Nàng hận chết Phương Thanh Sơn. Một cái sơn cốc cỡ lớn cách đó mấy vạn dặm, ba mặt sơn cốc là núi. Hoàng Phú Quý đứng ở cửa vào, mấy trăm yêu thú cấp thấp bị vây ở bên trong. Ha ha, phát tài rồi. Hoàng Phú Quý cười hắc hắc, lấy ra 4 thanh phi châm màu vàng, nhảy vào bên trong đàn yêu thú, vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết. Một con lại một con yêu thú lục tục ngã xuống, trên người không có vết thương gì, da thú không bị tổn hại, máu tươi cũng không chảy. Hoàng Phú Quý tháo xuống vòng trừ vật châu thật lớn,
đem thi thể của những yêu thú này lưu vào bên trong trữ vật châu. Mặt đất chợt xuất hiện một cái thổ bao. Hoàng Phú Quý biến sắc, vội vàng lấy ra một mặt thuần bài màu vàng, sẵn sàng phòng thủ. Một con hồ ly toàn thân màu trắng nõn chui ra từ bên trong lòng đất. Trong mắt chứa một tia thần sắc hoảng sợ. Bên ngoài thân hồ ly màu trắng dính một ít máu tươi, khí tức uể oải, hiển nhiên là có thương tích trong người. Ồ, song vị linh hồ là dị chủng hiếm thấy, khẳng định có thể bán được một chút linh thạch. Hoàng Phú Quý nhất thời mừng rỡ, tay áo run lên, bay ra một đạo hào quang. Song vị linh hồ có không nhiều tính công kích, nhưng khiếu giác linh mẫn, am hiểu tìm kiếm linh dược, rất được nữ tu sĩ yêu thích. Hồ ly màu trắng kinh hãi, đang muốn trở lại trong lòng đất. Hoàng Phú Quý sớm đã dự đoán được trước, ngón tay biến thành màu vàng, nhẹ nhàng bắn ra một đạo kim quang, nhập vào trong mặt đất. Mặt đất chợt biến thành màu vàng, giống như là được tạo ra từ vàng vậy. Hồ ly màu trắng không thể chui trở về mặt đất. Một tấm đại võng màu vàng từ trên trời giáng xuống, che kín hồ ly màu trắng, đem nó trói lại. Song vị linh hồ bậc 3, bán cho nguyên anh tu sĩ cũng không có vấn đề gì. Hoàng Phú Quý lấy ra một tấm phù triện màu vàng, dán lên trên người hồ ly màu trắng. Hồ ly màu trắng nhất thời ngưng giãy giụa, trở nên lười biếng, bị Hoàng Phú Quý nhập vào bên trong túi linh thú. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy lại có thể đụng được một con song vị linh hồ bậc 3. Phía trước hẳn là còn rất nhiều yêu thú tốt. Hoàng Phú Quý lẩm bẩm, ánh mắt lộ ra vài phần tham lam. Xa xa chợt truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Một đoàn nấm phân màu bạc hiện lên ở phía chân trời xa xa, mười phần rõ thấy. Tham lam trong mắt Hoàng Phú Quý chợt biến thành sợ hãi. Không nói hai lời, hóa thành một đạo độn quang bay trở về, tốc độ rất nhanh. Không có bao lâu, Hoàng Phú Quý chợt biến mất ở phía chân trời, giống như là chưa từng xuất hiện. Nam Hải, Vạn Yêu Hải Vực. Một phiến hải vực, hai đạo độn quang màu đỏ bay xẹt qua phía chân trời, tốc độ cực nhanh. Mấy điểm đen theo sát phía sau hai đạo độn quang, tốc độ không chậm hơn hai đạo độn quang màu đỏ. Vang lên tiếng tê minh, có chút quái dị. Hai đạo độn quang màu đỏ chợt ngừng lại, hồng quang chợt lóe, hiện ra bóng người Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng. Vẻ mặt hai người đầy hoảng sợ, quần áo có chút rách nát, mơ hồ có thể thấy được một ít vết máu, nhìn có chút chật vật. Bọn họ tới tiền tuyến tác chiến, thực lực của yêu tộc, hải tộc và man tộc cũng không yếu. Vương Minh Nhân chưa có kinh nghiệm chiến đấu với dị tộc trước đó, vẫn chưa chiếm được nhiều tiện nghi. Sau khi hắn kết đan, số lần đấu pháp cũng không nhiều, đa số đều tọa trấn ở phường thị, trình độ thực chiến không cao. Hắn hoàn thành nhiệm vụ tông môn phát, dùng điểm công hiến đổi lấy tài nguyên tu tiên, kinh nghiệm thực chiến không bằng Vương Thanh Sơn. Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng liên thủ, thật vất vả mới giết được một gã hải tộc kim đan kỳ. Nhưng Vương Minh Nhân ngại như thế lập công quá chậm, công lao quá nhỏ, hắn chủ động xin đi giết giặc, đi theo vài nguyên anh tu sĩ xâm nhập lòng địch, tập kích quấy rối phía sau. Tây Môn Phượng cũng không tán thành, tập kích lòng địch quá nguy hiểm. Nhưng nàng không lay chuyển được sự cố chấp của Vương Minh Nhân. Nàng không đành lòng nhìn Vương Minh Nhân một thân một mình xông vào nguy hiểm. Vì để hắn có thể lên làm một trong thái nhất ngũ kiệt, Tây Môn Phượng đi theo Vương Minh Nhân cùng nhau xâm nhập lòng địch, tập kích quấy rối. Xui xẻo là bọn họ tập kích không thành, nguyên anh tu sĩ mang đội bị yêu tộc nguyên anh kỳ cuốn lấy, hai người bọn họ bị nhiều bán yêu kim đan kỳ đuổi giết. Phụ quân, nếu còn tiếp tục như vậy, chúng ta ai cũng không trốn thoát. Ta yểm hộ ngươi, ngươi đi nhanh đi. Hàm răng Tây Môn Phượng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, trên mặt hiện lên vẻ thấy chết không sờn. Đứa ngốc, đều là ta không tốt. Nếu ta không nghe lời của nàng, cũng không đến mức ngày hôm nay. Ta yểm hộ nàng, nàng đi mau đi. Trong lòng Vương Minh Nhân mười phần hối hận. Hắn vốn tưởng rằng hậu phương địch không có bao nhiêu lực lượng phòng thủ, nên mới đi theo. Nguyên anh tu sĩ tập kích quấy rối phía sau, không nghĩ tới hậu phương của kẻ địch lực lượng phòng thủ không hề ít hơn so với tiền tuyến. Không, chàng đi, ta yểm hộ chàng. Được một đôi uyên ương số khổ. Theo ta thấy, các người đều không cần đi, lưu lại hết cho ta. Một tiếng quát lạnh từ trên cao truyền đến. Vừa dứt lời, cuồng phong gào thét, bốn cơn lốc xoáy màu xám cao mấy chục trượng từ bốn phương tám hướng thổi quét đến, phong kín đường lui của bọn họ.
trong mắt Vương Minh Nhân chợt lóe ra tàn khốc, lấy ra một tấm phù triện với ánh vàng rực rỡ, muốn dán lên người Tây Môn Phượng lại bị Tây Môn Phượng ngăn cản. Phụ quân, ta nói rồi, quân không rời thiếp không bỏ, sinh tử gắn bó, chúng ta đồng sinh cộng tử. Tây Môn Phượng nắm chặt tay Vương Minh Nhân, trong mắt đẹp tràn đầy nhu tình. Vương Minh Nhân mười phần áy náy, có thê thiếp như thế cả đời còn cầu gì. Đúng lúc này, một đạo tiếng cầm có chút thê lương vang lên. Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng nghe được tiếng đàn, cảm giác cảm xúc hạ xuống cực độ chán đời. Bốn cơn lốc màu xám chợt ngừng lại, hiện ra bóng người của bốn gã bạn yêu kim đan kỳ. Lưng bọn họ đều có một đôi cánh màu đen, miệng ưng mắt cá. Bọn họ cũng giống như Vương Minh Nhân, cực độ chán đời, cảm xúc hạ xuống, cái gì cũng không muốn làm. Vài đạo tiếng xe gió chói tai đến cực điểm vang lên, bốn đạo kim quang bắn nhanh đến, nháy mắt xuyên thủng đầu của bốn gã bán yêu, thân thể bọn họ đều rơi xuống mặt đất. Vương Minh Nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức lấy ra một cái dây thừng màu đỏ cuộn lấy thi thể của bốn gã bán yêu kim đan kỳ. Mấy đạo đồn quang xuất hiện ở phía chân trời xa xa, rất nhanh bay tới vị trí của hai người bọn họ. Một đạo cầu vòng màu xanh có tốc độ nhanh nhất. Không có bao lâu, Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng liền thấy rõ hình dáng của đạo cầu vòng màu xanh. Hiển nhiên là một tòa hoa sen có thanh quang lưu chuyển không ngừng. Phương Trường Sinh và Uông Nhị Yên ngồi xếp bằng ở trên thanh liên quan. Phương Trường Sinh và Uông Nhị Yên ngồi xếp bằng ở trên thanh liên tháp, thần sắc hai người lạnh nhạt. Ở phía sau bọn họ còn có hơn 10 đạo độn quang. Nơi này đều là người ngoài, Minh Nhân thúc, người xưng tiền bối tương xứng là được. Thanh âm của Phương Trường Sinh vang lên bên tai Phương Minh Nhân. Phương Minh Nhân ngầm hiểu, khom người nói: "Phản bối Phương Minh Nhân bái kiến các vị tiền bối." Tây Môn Phượng vội vàng hành lễ, đồng dạng lấy tiền bối để xưng hô. Phương Trường Sinh và Uông Nhiên ngừng lại, hơn 10 đạo độn quang cũng dừng lại theo. Tổng cộng có 8 gã nguyên anh tu sĩ, 13 kim đan tu sĩ. Bọn họ vốn định tập kích một cứ điểm của yêu tộc, không nghĩ tới nửa đường đụng tới Phương Minh Nhân và Tây Môn Phượng. Phương Trường Sinh từ đầu không biết đó là Phương Minh Nhân và Tây Môn Phượng, chỉ là phát hiện khí tức của người tu tiên nên thuận tay cứu. Đám người Phương Trường Sinh xuất phát từ hai cứ điểm, Phương Minh Nhân và Tây Môn Phượng xuất phát ở đây, xem ra cứ điểm khác cũng phái người tập kích phía sau lòng địch. "Sao các ngươi lại ở chỗ này? Có tu sĩ mang đội không?" Thiếu phụ váy xanh cau mày hỏi. "Có, mang đội là phó cung chủ của Nhật Nguyệt Cung, Diệu Nhật Chân Nhân." "Diệu Nhật Chân Nhân sao?" Trong mắt Vương Minh Nhân chợt lóe ra ngạc nhiên. Hắn phái Vương Thiên Kỳ góp nhặt không ít tình báo của Nhật Nguyệt Cung. Nhật Nguyệt Cung chia làm Nhật Cung và Nguyệt Cung, cung chủ đều là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, phó cung chủ ít nhất cũng có tu vi Nguyên Anh trung kỳ. Diệu Nhật Chân Nhân Lý Cảng là Nguyên Anh tu sĩ đã thành danh nhiều năm. Phương Trường Sinh thật không ngờ lại có thể gặp được Nguyên Anh tu sĩ của Nhật Nguyệt Cung. Hắn và Uông Nhị Yên phải cẩn thận một chút mới được, để tránh đối phương nhìn ra sơ hở. "Lý đạo hữu ở nơi nào? Bọn họ cũng bị yêu tộc đánh tan sao?" "Lão phu tốt xấu cũng là phó cung chủ của Nhật Nguyệt Cung, chỉ hai Nguyên Anh kỳ yêu tộc cũng có thể đánh tan ta sao?" Thanh âm của người nam như hồng trung truyền đến từ phía chân trời. Vừa dứt lời, hư không chợt xuất hiện một đoàn hào quang màu vàng, hiện ra bóng người của một lão giả kim bào tầm 50 tuổi. Lão giả kim bào có khuôn mặt uy nghiêm, trong lúc giơ tay nhấc chân tản mát ra một cổ khí thế không giận tự uy. Trên cổ tay áo có thêu đồ án Nhật Nguyệt, hình thái dương lớn hơn mặt trăng một chút. Diệu Nhật Chân Nhân Lý Cảnh, Nguyên Anh trung kỳ, nhưng khí tức của hắn tuyệt không yếu hơn thiếu phụ váy xanh là Nguyên Anh hậu kỳ chút nào. Hơn 10 đạo độn quang xuất hiện ở phía chân trời, rất nhanh dừng ở bên cạnh Lý Cảnh. Bao gồm Lý Cảnh có tổng 5 Nguyên Anh tu sĩ, 11 kim đan tu sĩ. "Lý đạo hữu, nhiều năm không gặp, không nghĩ tới ngươi vẫn là Nguyên Anh trung kỳ." Lão già áo bào đỏ cười ha ha nói. Theo ngôn ngữ của hắn, hai người đã quen biết nhiều năm. Trần Kiên, Nguyên Anh hậu kỳ, luyện khí sư thượng phẩm bậc 4, trình độ luyện khí cực cao. Trên đường, Phương Trường Sinh không ít lần thỉnh giáo luyện khí thuật của hắn. Thái độ của Trần Kiên lúc đó cũng không mặn ngọt lắm,
Mãi đến sau khi Phương Trường Sinh và U Nhĩ Yên giết hai nguyên anh tu sĩ, thái độ của hắn mới nhiệt tình hơn. Đó là do vận khí của người tốt. Các ngươi đột kích đánh Kim Miết Đảo sao? Chậm một bước, chúng ta đã đắc thủ, giết một nguyên anh trung kỳ của yêu tộc, làm bị thương nặng một nguyên anh sơ kỳ. Nếu không phải hắn chạy trốn nhanh, lão phu đã đem cổ của hắn đè xuống dưới đất rồi. Trần Kiên hào sảng cười rồi nói: nhiều năm như vậy không gặp, tính cách của Lý đạo hữu vẫn không thay đổi. Để ta giới thiệu các ngươi một chút vài vị đạo hữu này. Hai bên giới thiệu nguyên anh tu sĩ. Lý Cảnh biết được Phương Trường Sinh và U Nhiên giết được hai nguyên anh tu sĩ, có chút kinh ngạc. Lý Cảnh hào sảng cười tán dương: Thanh Liên Tiên Lữ quả là danh xứng với thực. U Nhiên đạm nhiên cười, khiêm tốn nói: Lý đạo hữu khen sai rồi, hai vợ chồng chúng ta chỉ là may mắn mà thôi. Chúng ta giết được kẻ địch là nguyên anh sơ kỳ, so với Lý đạo hữu thì còn kém xa, chém giết được nguyên anh trung kỳ. Không nên có nhiều may mắn như vậy. Lợi hại chính là lợi hại, vô năng chính là vô năng. Lão phu phiền nhất chính là lời khách sáo như thế này. Chúng ta năm đánh hai, nếu không giết được một người thì đổ nước tiểu để chúng ta chết đuối đi cho rồi. Các ngươi hai đối với hai lại có thể giết được kẻ địch, quả thật là lợi hại. Lý Cảnh không cho là đúng. Hắn phiền chán nhất là những lời khách sáo như thế này. Thừa nhận mình ưu tú rất khó sao? U Nhiên mỉm cười không có tiếp tục giải thích. Phương Minh Nhân và Tây Môn Phượng trợt mắt, há hốc mồm. Trong mắt bọn họ, Phương Trường Sinh và U Nhĩ Yên kết anh không lâu. Hai đánh một có thể tiêu diệt kẻ địch, hai đối với hai lại có thể toàn diệt kẻ địch. Đây cũng quá là biến thái rồi. Khó trách bọn họ kết anh dần phát dị tượng. Nơi này không phải là chỗ chúng ta nói chuyện. Nếu chúng ta đã gặp nhau, vậy kết phường là một đoàn đi. Phía trước có một tòa tiểu đảo, chúng ta đến đó tiếp tục thương nghị. Trần Kiên chỉ vào hư không phía trước đề nghị. Bọn người Lý Cảnh không ý kiến, tỏ vẻ đồng ý. Không qua bao lâu, bọn họ dừng ở trên một tòa đảo nhỏ. Bọn họ cộng lại có cả thầy 13 nguyên anh tu sĩ, 2 nguyên anh hậu kỳ, 4 nguyên anh trung kỳ, 7 nguyên anh sơ kỳ. Ngoài ra còn có 24 kim đan tu sĩ. Cổ lực lượng này cho dù muốn tiêu diệt một đại hình môn phái cũng dư giả. Trần Kiên lấy ra một tấm hải đồ, chỉ vào hải đồ rồi nói: đây là tấm hải đồ đánh dấu cứ điểm quan trọng của yêu tộc. Các vị đạo hữu cảm thấy tập kích cứ điểm nào thì tốt? Ánh mắt của Vương Trường Sinh đảo qua. Trên mặt hải đồ đánh dấu mấy chục cứ điểm. Có Ô Phượng tộc, Huyền Quy tộc, Liệu Ưng tộc và nhiều cứ điểm của yêu tộc khác. Chúng ta có 13 nguyên anh tu sĩ. Nếu làm thì làm lớn. Lão phu đề nghị tập kích đảo nhỏ, Giao Long tộc không chế. Giao Long tộc là thủ lãnh của yêu tộc Nam Hải. Cho dù làm Giao Long tộc bị thương nặng cũng không tồi. Chúng ta xâm nhập lòng địch không có khả năng dừng lại khoảng thời gian dài. Nếu không dễ dàng lọt vào tập kích của yêu tộc. Sau khi tập kích Giao Long tộc, lập tức rời khỏi nơi này. Ý của các vị như thế nào? Lý Cảnh đề nghị, bọn họ có 13 nguyên anh tu sĩ, không cần phải chọn quả hồng mềm để miết. Giao Long tộc sao? Biến hóa thành Giao Long có thể lợi hại hơn nguyên anh tu sĩ cùng cấp bậc. Pháp bảo cũng khó thương tổn được nhục thân của chúng nó. Cho dù chúng nó đứng bất động, nhiều vị đạo hữu ra tay cũng không nhất định có thể giết được. Kế này không ổn. Đúng vậy, yêu tộc biến hóa vốn gì đã so với nguyên anh tu sĩ cùng bậc lợi hại hơn. Hơn nữa Giao Long tộc trú ở sâu trong vạn yêu hải vực. Một khi yêu tộc phản ứng lại, rất dễ dàng bao vây tiêu diệt chúng ta. Thiếp thân đề nghị đối phó với Mạc Lân tộc. Mạc Lân tộc nguyên bản là huyết mạch của Thủy Kỳ Lân. Ở bên trong yêu tộc có lực ảnh hưởng cũng không nhỏ. Nhục thân của chúng nó không mạnh mẽ bằng Giao Long tộc, tốc độ không bằng Ô Phượng tộc. Chúng nguyên anh tu sĩ, mọi người phát biểu ý kiến của riêng mình. Ai cũng có ý kiến riêng. Phương Trường Sinh và U Nhiên lặng lẽ không nói. Vương gia đến Nam Hải phát triển hơn 100 năm. Nguyên anh tu sĩ ở đây, thế lực của bọn họ ít nhất cũng phát triển ở Nam Hải hơn 1000 năm. Bọn họ đối với yêu tộc có hiểu biết hơn với Phương Trường Sinh và U Nhĩ Yên. Phương Trường Sinh cũng không có ý định mở miệng. Lý Cảnh thấy Phương Trường Sinh và U Nhĩ Yên, mở miệng hỏi: Vương đạo hữu, Vương phu nhân, sao các ngươi không nói gì? Có ý kiến gì thì nói đi đừng ngại. Chúng ta không có nhiều hiểu biết đối với yêu tộc.
vẫn là từ Hàn Phu Nhân, Trần Đạo Hiểu và Lý Đạo Hiểu quyết định thôi. Tin tưởng ba vị đạo hiểu sẽ đề xuất ra được một phương án thích hợp. Vương Trường Sinh khách khí nói, tu tiên giới thực lực vi tôn, tập kích một cứ điểm vẫn là từ những tu sĩ có thực lực mạnh mẽ quyết định. Thảo luận chỉ là cho người khác mặt mũi mà thôi. Giao Long tộc thực lực quá mạnh mẽ, ta thấy chúng ta vẫn là nên đổi mục tiêu đi. Băng Viên tộc thực lực cũng không kém, thời kỳ cường thịnh, Băng Viên tộc và Giao Long tộc ngang hàng với nhau. Băng Viên tộc chú cũng không quá xa nơi này. Quan trọng nhất là Băng Viên tộc có một gốc cây ăn quả đã trên vạn năm. Băng Ly quả có công hiệu tẩy kinh dịch tủy, tu sĩ dưới Nguyên Anh ăn vào Băng Ly quả, sau này tiến giai vào Nguyên Anh kỳ cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Nhưng tác dụng lớn nhất của quả này là dùng để luyện chế Băng Ly ngọc dịch. Linh dịch này vô cùng hữu ích đối với linh thú tiến bậc, đối với linh thú biến hóa cũng có tác dụng nhất định. Đương nhiên, linh thú biến hóa không dễ dàng, không phải là dùng 1-2 Băng Ly quả là có thể biến hóa được. Thiếu phụ váy xanh mỉm cười nói, nàng có một con Giao Long thượng phẩm bậc 3, nếu có thể cho ăn vào Băng Ly ngọc dịch, có thể nâng cao khả năng tiến vào bậc 4. Có được một con Giao Long bậc 4 làm linh thú, đến lúc đó rất ít Nguyên Anh tu sĩ có thể là đối thủ của nàng. Linh vật quý hiếm trên tay Giao Long tộc và Ô Phượng tộc càng nhiều, nhưng hai chủng tộc này thực lực 10 phần cường đại, trêu chọc vào hai chủng tộc này không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Nghe nói Hàn Phu Nhân có một con Thanh Giao bậc 3 thượng phẩm, nếu có thể ăn vào một ít Băng Ly ngọc dịch, khả năng tiến vào bậc 4 sẽ được đề cao rất nhiều. Lý Cảnh cười cười, ý vị thâm trường nói, Băng Viên tộc còn có không ít bảo vật, chúng nó sinh hoạt trên sông băng vạn năm. Nghe nói Băng Viên tộc có huyền ngọc vạn năm, còn có không ít linh vật quý hiếm thuộc tính băng. Đương nhiên, thiếp thân sở dĩ lựa chọn Băng Viên tộc chủ yếu là khoảng cách giữa Băng Viên tộc và nơi đây không quá xa. Sau khi chúng ta đắc thủ, thuận tiện rút lui, nơi này dù sao cũng là hang ổ của yêu tộc. Khi này, Lý Đạo Hiểu đã để một gã Nguyên Anh yêu tộc chạy trốn. Yêu tộc biết được tin tức, khẳng định sẽ triệu tập trọng binh bao vây tiểu trừ chúng ta. Tốc chiến tốc thắng, ý các ngươi như thế nào? Lý Cảnh trầm ngâm một lát, gật đầu đáp ứng. Trần Kiên cũng không có ý kiến gì. Đám người Vương Trường Sinh tự nhiên cũng không có ý kiến. Nếu đã định mục tiêu, chúng ta lập tức xuất phát đi. Cụ thể lộ tuyến tiến công, có thể thương nghị trên đường. Tay áo rộng thùng thình của Lý Cảnh run lên, bắn ra một đạo kim quang, hóa thành một ngọc toa màu vàng dài hơn nửa thước. Mặt ngoài có khắc đồ án hình thái dương, phù văn lưu chuyển không ngừng, linh khí bức người. Trước! Cùng với tiếng hạ xuống của Lý Ngọc Cảnh, ngọc toa màu vàng hào quang đại trướng, hóa thành một ngọc toa dài hơn 10 trượng. Phi hành pháp bảo này của Lý Đạo Hiểu không tồi nha. Lời đồn quý phái có một linh bảo phi hành, Nhật Nguyệt Toa, một ngày có thể đi mấy chục vạn dặm, có phải là đây không? Vương Trường Sinh vẻ mặt hâm mộ hỏi. Lý Cảnh cười sang sảng trả lời, Vương Đạo Hiểu nói đùa, Nhật Nguyệt Toa là một trong 3 món trấn tông chi bảo của Nhật Nguyệt Cung, sao có khả năng ở trên tay của lão phu được? Đây là Diệu Nhật Toa, phỏng chế phẩm mà thôi. Đương nhiên tốc độ phi hành hơn xa những pháp bảo phi hành bình thường. Mau lên đây đi, sớm một chút xong việc thì sớm một chút rời khỏi Vạn Yêu Hải vực. Hắn dần đầu nhảy lên, đám người Phương Trường Sinh cùng lục tục lên thuyền. Mọi người đều đứng ở mặt sau phi toa màu vàng. Lý Cảnh bấm niệm pháp quyết, ngọc toa màu vàng hào quang đại trướng, toát ra vô số phù văn, hóa thành một lớp màn kim sắc che kín bọn họ. Đi! Ngọc toa màu vàng hóa thành một đạo kim quang, phá không mà đi. Không đến 3 hô hấp, kim quang đã biến mất ở phía chân trời, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Đồng hoang, một phiến thảo nguyên mênh mông vô bờ, hơn vạn người tu tiên đang đuổi theo chém giết mấy chục vạn yêu thú cấp thấp. Tu sĩ cấp thấp đấu pháp trên mặt đất, cao giai tu sĩ đấu pháp trên trời cao. Mặt đất phân tán lượng lớn thi thể, có người tu tiên, cũng có yêu thú. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm, thi thể chồng chất như núi. Vang lên một tiếng kêu thảm thiết, một nam người rơi có đôi cánh đen từ trên trời giáng xuống, một thanh phi kiếm màu xanh dính hắn trên mặt đất.
Người nam trung niên ánh mắt mở thật to, giống như là gặp được chuyện nào đó không thể tưởng tượng được vậy. Ở vùng bụng có một lỗ máu lớn bằng ngón tay. Phương Thanh Sơn từ trên trời giáng xuống, đứng ở trên chuôi kiếm màu xanh. Hắn nhìn núi thi thể chồng chất, chau mày. Yêu tộc giả bộ tan tác hấp dẫn người tu tiên quy mô xâm chiếm, sau đó nhân cơ hội triệu tập trọng binh tập kích Vạn Hoa Cung, đồng thời phản công. Chiến sự lại được châm ngòi, nhân tộc bất ngờ không kịp phòng bị, ăn một vố đau, chết thảm trọng. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp mọi người trong tập tiếp theo. Nếu như mà cái họng mình nó rát quá, không ra được chuyện vài ngày thì mong mọi người thông cảm nhé.